Thoát khỏi luân hồi sinh tử có phải là trạng thái tâm tĩnh lặng không? Tâm tĩnh lặng không khởi lên bất cứ điều gì trong tâm mình, chứ không phải là sau khi chết mình sẽ không tái sanh cõi nào hết, có phải vậy không sư? Cái cõi vô tưởng á, nó cũng không có tâm. Mà cái người thực hành để đến được cõi vô tưởng á, thì họ cũng diệt trừ cái tâm của mình luôn. Thì như vậy á, họ rất dễ rơi vào một cái trạng thái gọi là vô ký, tức là không có biết cái gì hết. Họ để cái tâm rỗng không, không có một cái suy nghĩ gì, và họ nghĩ, họ tưởng là như vậy là hay. Nó có một cái trường hợp như vậy, là khi mình hành thiền á, mình rơi vào ở trong cái tâm vô ký, nó thẳng là mình rơi vào cái giấc ngủ. Nhưng mà do cái giấc ngủ này nó ngắn thôi, và nó duy trì một cách không có liên tục, cho nên mình vẫn còn cái sự nhận thức. Nhưng mà do cái cảnh của cái tâm vô ký, cái cảnh của cái tâm đó đó là cái cảnh cận tử của nghiệp của cái kiếp trước, cho nên mình không thấy được. Mà chính bởi vì mình không thấy được đó, thành ra mình tưởng là mình ở trong cái trạng thái đó đó, mình sẽ không có suy nghĩ gì hết. Thực tế nó không phải. Nó giống như là quý vị ngủ một cái giấc ngủ sâu, một cái giấc ngủ mà không có mơ mộng gì hết, thì khi đó đó tâm hữu phần của mình nó cũng chạy liên tục. Mà chính bởi vì nó chạy liên tục cho nên mình không có giấc mơ và cũng không có suy nghĩ gì hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình chứng đắc đạo. Thành ra là mình gọi là phải cẩn trọng, và nên Google cái cõi vô tưởng là như thế nào để hiểu. Ở cõi vô tưởng nó không có tâm, không có suy nghĩ gì hết, nhưng họ đâu có giác ngộ giải thoát. Rồi đó là chưa kể khi quý vị hành thiền lên tới cảnh giới cao nữa là phi tưởng phi phi tưởng, tức là nói có cũng không đúng mà nói không cũng không đúng. Rồi quý vị sẽ rất là dễ nhầm lẫn và tưởng là mình đã giải thoát giác ngộ. Nhớ giùm cho sư cái này, cái chuyện cái tâm tĩnh lặng á, rỗng rang, nó không có cái gì hết, nó khác với cái chuyện mình chặt đứt gốc rễ của các ác bất thiện pháp. Nó khác nhiều lắm. Nó giống như một người mắc nợ mà họ quên đi cái chuyện họ mắc nợ. Ví dụ như họ đang làm việc thì họ không có nghĩ đến cái chuyện họ mắc nợ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không mắc nợ, họ vẫn phải trả nợ. Nó khác với cái chuyện một người không còn nợ, thành ra vị đó không cần phải suy nghĩ về cái chuyện mắc nợ. Hai cái đó khác nhau. Hoặc là như một người đó họ gì đây? Họ có một cái xe đó, họ có một cái xe và cái xe của họ nó không có bị trầy, thì nó khác với cái chuyện là người không có xe thì cũng không có lo cái chuyện mà xe nó bị trầy. Hai cái nó khác nhau. Thành ra là mình đừng có nhầm lẫn nha. Tại vì sao sư nói như vậy? Bởi vì khi mình sinh hoạt bình thường, các cái tâm ác bất thiện pháp nó vẫn sanh lên bình thường, vẫn tham sân si như thường. Mà một vị đã trải nghiệm niết bàn lần đầu á, là vị đó tối thiểu chứng được sơ quả. Thành ra cái chuyện mà quý vị nói là đôi khi mình ra vô niết bàn
mà mình không hay là cái chuyện tầm bậy nha. Chỉ cần quý vị gặp Niết Bàn một lần thôi, lần đầu là quý vị chứng đắc được sơ quả. Chứ không có cái chuyện là mình tưởng là mình gặp Niết Bàn, ra vô Niết Bàn mà tham vẫn còn đầy rẫy, sân vẫn còn đầy rẫy và si vẫn còn đầy rẫy, mà mình kêu là mình ra vô Niết Bàn là sư chịu thua. Cho nên á, là có rất nhiều cách để cho mình sống lâu, có rất nhiều cách để cho mình không có chết oan chết uổng. Ví dụ như không có băng đèn đỏ thì không có nên băng qua đường. Rồi cầu trên cái cầu cao thì không có nên nhảy xuống. Đi đi lan can, đi trên sân thượng á, thì không có nên mà vượt qua cái lan can. Nhưng mà một trong những cách giúp quý vị sống lâu và không có bị chết oan chết uổng đó là thôi ảo tưởng khi hành thiền. Rồi, chúc quý vị ăn vui.